Xin chào các bạn. Đây là một buổi sáng sớm ở sân bay Nội Bài và mình đang chờ để bắt một chuyến bay sớm. Mình tranh thủ ghi lại một số hoạt động của sân bay buổi sáng sớm. Và trước mặt mình là chiếc Airbus A319 của Bamboo Airways. Mình rất thích chiếc máy bay này. Đối với mình, đây là chiếc máy bay dễ thương nhất của Bamboo Airways. Vì đây là chiếc máy bay có kích thước nhỏ nhất của hãng và cũng chỉ có một chiếc A319 duy nhất. Hơn nữa, chiếc máy bay này có chiều dài rất ngắn nên trông nó rất tròn trịa. Không biết các bạn có cảm thấy giống mình không? Hiện tại chiếc A319 đang chạy taxi trên đường lăn S1 để ra đường băng cất cánh. Đây là một chuyến bay rất sớm. Bây giờ mới khoảng 6 giờ sáng ở sân bay Nội Bài. Chiếc A319 đang rẽ vào đường lăn S7. Bình thường thì nó sẽ đi thẳng để tới cuối đường lăn S1 và ra đường băng 11R. Buổi sáng sớm, mật độ máy bay còn ít, nên nhiều khi sân bay sẽ vận hành theo cách đặc biệt, khác với thường lệ. Bây giờ trên đường băng 11R đang có một chiếc xe tải hoạt động. Có vẻ là xe dọn vệ sinh đường băng. Như vậy là chiếc A319 sẽ không cất cánh được ở đường băng 11R. Nó sẽ phải cất cánh ở đường băng 11L. Và như vậy, hiện tại sân bay Nội Bài đang sử dụng một đường băng cho cả cất và hạ cánh. Chiếc A319 đang băng qua đường băng 11R để sang đường băng 11L. Mình ít khi thấy máy bay cất cánh ở đường băng 11L. Đúng là buổi sáng sớm ở sân bay cũng có nhiều điều thú vị. Và chiếc A319 đã chạy đà luôn chứ không phải dừng chờ. Bây giờ là một chiếc máy bay đến hạ cánh. Đó là chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines.
Tiếp theo là một chiếc máy bay lại tiến ra đường băng 11L để cất cánh. Đây là một chiếc A321 của Air China, hãng hàng không lớn thứ hai của Trung Quốc. Trước đây mình cũng chưa từng quay được hình ảnh máy bay của hãng này ở sân bay Nội Bài. Tuy chỉ là hãng lớn thứ hai, nhưng lãnh đạo Trung Quốc lại sử dụng máy bay của hãng này như là chuyên cơ để di chuyển. Trung Quốc không có chuyên cơ riêng dành cho nguyên thủ. Đang dừng chờ đường lăn S1 là một chiếc A321 khác của Vietnam Airlines. Tuy nhiên chiếc này sử dụng động cơ khác với chiếc của Air China. Nó sử dụng động cơ V2500, trong khi chiếc của Air China sử dụng động cơ CFM56. Chiếc máy bay của Air China đã bắt đầu chạy đà để cất cánh. Tiếp theo là pha cất cánh của một chiếc Airbus A320. Đây là máy bay của Jetstar Pacific. Đây là một chiếc A320 đời mới với winglet dạng sắc lịt, hay còn gọi là vây cá mập. Thiết kế này hiện được Airbus áp dụng cho tất cả các dòng máy bay A320, A321 đời mới. Nó được cho là giúp tiết kiệm 4% nhiên liệu so với thiết kế winglet dạng cũ. Máy bay của Jetstar vẫn cất cánh ở đường băng 11L. Có vẻ đường băng 11R vẫn chưa được vệ sinh xong. Chiếc A320 đã bắt đầu xuất phát. Bây giờ mình cũng chuẩn bị đi làm thủ tục thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.